Vụ thu hoạch hồ tiêu năm 2024, nông dân Đắk Lắk gặp nhiều thuận lợi. Hiện giá hồ tiêu dao động từ 92.000 đến 95.000 đồng 1 kg nên nông dân phấn khởi. Tuy nhiên, ngành chức năng khuyến cáo người dân không mở rộng diện tích mà đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao giá trị. Đắk Lắc hiện có 28.583 ha hồ tiêu, sản lượng dự kiến đạt gần 74.630 tấn. Năm nay, giá hồ tiêu tăng cao, nông dân có lãi nên chú trọng vào khâu chăm sóc. Định hướng của ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắc là ổn định diện tích hồ tiêu ở mức hiện tại, tập trung nâng cao năng suất, chất lượng để đảm bảo yêu cầu của các thị trường xuất khẩu, khuyến khích các hộ trồng hồ tiêu tham gia các hợp tác xã, liên kết sản xuất, hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, đồng thời khuyến khích nông dân hợp tác xã sản xuất hồ tiêu theo hướng hữu cơ sản xuất bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu đẩy mạnh chế biến sâu nhằm gia tăng giá trị hồ tiêu